Ok, cháu giờ Dung tiên sinh thăm bác. Ok. Ok, bác trai cháu không có chuyện gì lớn, chỉ là hai hôm nay hơi tức cực khó thở. Bác sĩ Nghiêm đến xem rồi, nói là suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi nhiều hơn là được. Trình độ giả bệnh này, nhìn thêm cái cũng bị lộ tẩy rồi. Dung tiên sinh, nếu bác trai đã ngủ rồi, vậy chúng ta ra ngoài trước đi, đừng quấy rầy bác ấy. À, Dung, yên tâm, ở đây có bác gái chăm sóc mà. Giờ nãy, dạo chết, anh rồi bà xã, anh tưởng bị lộ rồi. Em cũng vậy, Diêm Dương sống đáng sợ quá. Mạc Chí Dương, tôi muốn nói chuyện với cậu. Trần cậu, đây là biểu cảm gì? Sao giống như đang hỏi tội cho kẻ bị cấm sừng, anh ta xứng sao? Không được. Anh. Dung tiên sinh, cho tôi 10 phút, lần này tôi hoàn toàn tống cổ anh ta, đỡ cho sau này anh ta lại quấy tôi. Cũng được, tôi để em ở bên ngoài. À, tên ngu ngốc, không tự biết mình, cũng dám cướp người với tôi. Anh chỉ có thời gian 10 phút, có chuyện thì mau nói. Mạc Chi Dân, cậu thật sự thích Chung Nhất Thần rồi sao? Sao ạ? À? Tôi không thích anh ấy. Để nào thích anh ấy? Anh có điểm nào sáng bằng anh ấy? Giết người, moi tim rồi. Ký chủ. Tôi biết tôi có quyền có thế bằng họ Dung. Nhưng cậu có thể chắc chắn anh ta cũng thích cậu. Chứ không có chỉ coi cậu như vật sở hữu của anh ta sao? Mặt chứ Dương, Kim Hoàng Yến bị người chơi chán rồi dứt bỏ, kết cục sẽ càng thảm. Rốt cuộc, nên lấy thân phận gì ở lại bên cạnh anh ta, tự cậu nghĩ cho kỹ đi. Tuy Trần cứ giật dốt, nhưng lần này lại nói không sai. Đến lúc tìm cổ nam nhân, đòi thân phận này. Dung tiên sinh. Các anh đang đang làm gì? Lại có thể diễn kịch rồi, sướng. Anh Dung Nhất Thần sao lại đối với tôi như vậy? Có phải anh lại muốn dứt bỏ tôi không? Dương Dương, tôi chưa làm gì cả. Anh Dương, tôi chỉ là thấy cà vạt của Dung Tiên Sinh bị lệch, muốn sửa lại giúp anh ấy, không có ý khác. Cà vạt của cậu nam nhân là ông đây thắt trà xanh này đang mắng mình. Tại sao cậu cứ cướp đồ tôi quý trọng nhất hết lần này tới lần khác vậy? Không, tôi không có. Anh Dương hiểu lầm chúng tôi rồi. Cứu mạng, hai các cậu là giòi nước thành tinh nè. Tôi biết trông cậu ta đẹp hơn tôi, lại hiểu chuyện hơn tôi, sẽ không gây sự vô cớ. Anh thích cậu ta là chuyện bình thường. Không, không, tôi không thích cậu. A Dương, nếu anh ta thích người khác, cậu có thể ở bên tôi, chúng ta kết hôn. Có chuyện gì của anh? Nam Pháo, đừng tự thêm kịch
cho mình được không? Dám cướp người của tôi, cậu xứng sao? Cút. Còn cậu câm miệng cho tôi, còn khóc nữa sẽ bắn nát cậu đó. Hay, đây mới là bá tổng tốt của mình. Dương Dương, tôi không chán ghét em, tôi cũng chưa từng thích cô Thiện Chu. Rồi, người tôi thích là em. Cái gì? Cuối cùng cũng bị mình ép với lại trong lòng rồi. Mình chính là muốn cậu nam nhân thừa nhận anh ấy thích mình ngay trước mặt mọi người. Nhưng mà tôi luôn cho rằng anh chỉ muốn tìm một chim hoàng yến nghe lời thôi. Lúc trước quả thật là vậy, nhưng bây giờ không phải. Bây giờ tôi chỉ để em vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi. Anh thích tôi thật sao? Ừ thật. Em cũng thích anh, Dung tiên sinh. Ông đây cuối cùng cũng có danh phận rồi. Đúng là thấy mà tức. Ô, cảm động quá. Xem ra A Dương thật sự thích chim dương sống rồi. À, con trai chúng ta không xứng đáng với A Dương. Nếu Dung rất thần tốt với nó, vậy ở bên nhau cũng chẳng sao. Đúng, cương vật không xứng, sau này nó thích ở với ai thì ở, em lười quản. Đúng vậy, không tìm được vợ thì tự mình khóc đi. Trần cương vật, anh nói với bác trai bác gái, tôi về với Dung tiên sinh trước. Qua 2 ngày, tôi lại đến thăm bác trai. Sao vậy, vẫn chưa buông được mạch chi dương? Chưa buông thì có thể thế nào, đã không còn cơ hội rồi. Chúng ta liên thủ đi. Tôi thích Dung Nhất Thần, anh thích Mạc Chi Dương, chúng ta vì lợi ích của mình, thế nào? Đây,